Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn đây là mẫu ba lô tiền cá đẹp nhất thế giới. Hả? Ba lô tiền cá em có chưa? Hả? Ba lô tiền cá của em có rồi. Em sao em đến kịp lúc quá vậy em? Anh chưa kịp quảng cáo nữa đó. Hay da, cái ba lô này là mới thiết kế ra là em là người đầu tiên nhận lấy luôn á. Rồi vô đi, em mới đi bơi về luôn đó hả? Dạ. Em cầm cái bịch giống đi móc bọc ni lông quá ha. Rồi thôi anh giới thiệu với em nha, ba lô tiên cá này thiết kế riêng cho em nè. Thấy mẫu này đẹp không? Đẹp. Đây là biểu tượng tiên cá của câu lạc bộ của chúng ta nè, câu lạc bộ tiên cá TU nè, biểu tượng nè. Đó, như là siêu nhân luôn nè. Đây, ở đây có slogan bản quyền của chúng ta luôn nha. Make your dream come true nha, biến ước mơ tiên cá thành hiện thực nha. Mẫu ba lô này hàng thiết kế đặc biệt của TU. Và không làm theo nhái theo bất cứ thương hiệu nào, là cái sự sáng tạo của tiên cá đã tạo ra cái ba lô đẹp đẽ này đó. Biết sao cái ba lô này thích hợp cho bạn nữ không? Nó có màu hồng đó, bên trong nó là màu hồng, em thấy không? Mà cái màu này em thích không? Mấy bạn mấy hôm nay đặt ba lô nhiều quá à. Mà tôi chưa kịp quảng cáo luôn, em đến kịp lúc á. Thôi em lấy ba lô của em đi ha. Giới thiệu với bạn, đây là bạn người cá tường Vi. À, bạn người cá tường Vi. Nói gì đến các bạn đi. Hay là em nói là em có thích chiếc ba lô này không? Dạ có. Tại sao? Tại vì nó đẹp. Ba lô nào không đẹp? Mà tại sao nó đẹp? Tại vì... cứng đơ như cây cơ gì luôn hả? Thôi vậy thôi, xài đi. Xài đi rồi cảm nhận nha. Hàng thiết kế độc quyền trên thế giới, không ai có mình tiên cá Tion là mẫu đặc biệt của tiên cá Tion á. Tion làm đẹp quá là chắc chắn là có người bắt chước theo nhái làm theo mẫu luôn á, xiền luôn á. Nhưng mà với cái logo bản quyền thương hiệu này là chắc chắn không có nhái được đâu. Đây là biết sao không? Đây là biểu tượng của Tion nè các bạn. Hồi xưa Tion để tóc dài đó. Đừng có nhìn lộn, này là con trai với con gái nha. Cái phần ngực cao cao nhô nhô đó là ngực của Tion đó, và đi đẹp lắm á. Rồi, thôi anh hướng dẫn em nha. Đúng rồi, em gỡ cái móc khóa này ra. Đó, em để cái đuôi cá em vô. Đuôi tiên cá, thấy cái đuôi tiên cá này cũng giống y chang cái đuôi tiên cá logo của Tion đúng không? Bởi vì đồ bơi tiên cá thiệt là như vậy đó. Nó đẹp đẽ và nó chuẩn từng cm đúng không? Vậy mới là tiên cá thật sự chứ. Rồi, còn cái bịch này à, em khỏi cần, em bỏ đồ vô cái bịch ni lông gì giữ cũng tốt, rồi em bỏ vô chiếc ba lô của mình đi. Ba lô của Tion làm thiết kế đó là để bảo vệ môi trường luôn á các bạn. Nên á, làm bằng nguyên liệu, cái chất liệu vải này á, là người ta làm ra mấy cái ba lô của hãng Nike, hãng Adidas. Thì Tion mua cùng chất liệu về để làm ra cho các bạn, nhưng mà với cái giá thành rất là rẻ. Bởi vì sao? Bởi vì tôi muốn giúp cho các bạn trở thành tiên cá thật sự và sở hữu được những cái món đồ dùng vật dụng cần thiết cho mình. Đó, bây giờ là em có cái ba lô rất là đẹp. Cái ba lô này em mang đi du lịch cũng được nữa, hợp lý ha. Rồi em xiết cột dây lại là nó chắc chắn à. Cái sợi dây làm nè, các bạn thấy không? Sợi dây làm cũng đặc biệt tốt, chất liệu tốt luôn. Rồi cái đường kim mũi chỉ ở đây nó cũng tốt hết, mai rất là chắc chắn, chứ không như mấy cái đồ mà tôi lấy bán lúc trước của mấy thương hiệu khác, xài vài tháng nó bung chỉ, đứt chỉ, rồi xúc ốc ra tùm lum hết, làm tôi mất uy tín. Rồi bây giờ là thương hiệu đồ bơi tiên cá là chắc chắn sẽ làm những thứ tốt nhất cho các bạn, và chính là thương hiệu của Tion luôn, chứ không còn lấy đồ của người khác nữa. Rồi bây giờ em chuẩn bị đi về luôn á hả? Bỏ ba lô xong rồi đi về đúng không? Rồi bye bye em nha. Sao em hiền quá vậy? Em không nói gì, em để tôi nói không vậy em? Em nói riết mấy bạn nói tôi nhiều chuyện luôn đó em. Em chứ kỳ quá. Em làm tiên cá mất hình tượng quá. Đó em ngồi em cười nữa đó.